Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại nhóm review. Hôm nay nhóm review giới thiệu với các bạn là module EP826601. Đây là module chuyển nhận Wi-Fi đơn giản dựa trên chip EP8266. Đây là dạng chip SoC. Thì cái module EP826601 này thường được dùng cho các ứng dụng IoT. Đấy, module này thì đã được nạp sẵn firmware. Khi mà các bạn mua về thì mặc định nó đã có sẵn firmware giúp cho người dùng có thể giao tiếp với Wi-Fi rất dễ dàng bằng tập lệnh AT thông qua giao tiếp UART. Module này của chúng ta thì hỗ trợ Wi-Fi 2.4G, hỗ trợ bảo mật WPA, WPA2, chuẩn liên áp hoạt động là 3.3V, chuẩn giao tiếp là giao tiếp UART, tốc độ bao có thể lên đến 11.520. Module này thì có thể hoạt động ở 3 chế độ, một là chế độ slide, hai là chế độ access point, ba là có thể hoạt động ở cả hai chế độ là slide và access point. Đấy, hỗ trợ gần như là tất cả các chuẩn bảo mật trên Wi-Fi hiện nay. Nó làm việc ở cả hai giao tiếp là TCP và UDP. Có thể làm việc ở như một máy chủ và có thể kết nối với 5 máy con. Module này chúng ta có 8 chân. Đấy, thì các bạn chỉ cần chú ý cho mình 5 chân khi sử dụng thôi. Đấy. Thì đầu tiên ở đây, đấy, chân đầu tiên bên ngoài này chúng ta sẽ có là chân VCC. Đấy, các bạn để thấy này, chúng ta có chân này là chân VCC này. Đấy. Chân này là chân RX. Đấy. Chân này chúng ta là chân GSET. Chân này là chân GPIO0. Chân này là chân CHPD. Chân này là chân GPIO2. Chân này là chân TX. Chân này là chân RX. Đấy. Trong quá trình sử dụng thì các bạn chỉ cần chú ý cho mình 50 chân. Đấy. Đấy là đầu tiên là chân VCC này. Đây các bạn chú ý chân VCC này chúng ta sẽ cấp nguồn 3.3V. Đấy. Các bạn chú ý là khi mà khởi động thì cái module NFP này chúng ta có thể hút dòng đến 300mA. Nên là các bạn sẽ phải sử dụng những cái bộ nguồn mà đảm bảo nguồn ổn định để cho cái module chúng ta có thể khởi động được. Thứ hai là chân GND. Đây thì chúng ta sẽ có chân GND này, chúng ta có chân VCC ở đây này và chân GND ở đây, chân đất ở đây, đúng không? Chúng ta có chân TX của giao tiếp UART ở đây. Đấy, chân TX này sẽ nối với chân RX của cái USB to TTL FT232 này. Chân RX của chúng ta ở đây. Chân GSET và chân GPIO0. Chân CHPD. Thì các bạn chú ý cho mình là chân CHPD này các bạn sẽ phải kéo lên dương nguồn để cho con chip của chúng ta hoạt động. Đấy. Đối với những cái dự án của các bạn mà cần tiết kiệm năng lượng thì đầu tiên khi khởi động toàn bộ hệ thống lên, các bạn có thể sẽ giữ cái chân CHPD này ở mức 0, đúng không ạ? Sau đấy các bạn cho hệ thống của bạn khởi động xong thì các bạn mới tiến hành cho chân này lên mức 1 để khởi động EP của chúng ta lên, tránh khởi động quá nhiều thiết bị cùng lúc thì sẽ làm tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cụ thể các bạn cách nạp cốt hoặc là upload lại firmware cho cái con EP8266 này. Đây thì bạn thấy là để nạp được cốt hoặc là upload được firmware xuống cho EP8266 thì chúng ta sẽ phải kết nối như sau. Đầu tiên là chân này sẽ là chân RX của SP, đúng không ạ? Các bạn sẽ nối với chân TX của USB2COM này. Đấy. Chân TX của SP các bạn sẽ nối với chân RX của USB2COM. Chân GND từ USB2COM các bạn sẽ nối vào với chân GND của SP này. Và đồng thời là cái chân GPIO0 này. Đây chúng ta có chân GPIO0 ở đây này. Các bạn sẽ nối luôn với chân GND này. Đấy. Điều này là bắt buộc khi các bạn muốn upload firmware hoặc là nạp cốt. Chân VCC từ USB2COM các bạn nối với chân VCC, các bạn chú ý là chuyển cái nguồn của USB2COM thành nguồn 3.3, đồng thời là chân CHPD các bạn cũng kéo lên dương luôn. Đấy, để đưa ô chúng ta vào trạng thái hoạt động. Đấy, về phần mềm thì ở đây mình sử dụng phần mềm EP8266 Class. Đấy, thì giao diện của phần mềm ở đây chúng ta sẽ có để chọn cổng COM tương ứng với cổng COM của USB2COM, đúng không ạ? Mình sang phần config này. Phần config này thì các bạn sẽ load file bin hoặc là load cái file code của bạn ở đây, đúng không ạ? Mình chọn
Ví dụ đây mình đã có mỗi code mình biên dịch ra dạng file bin là mp8266 link, thì mình sẽ mở lên em đây. Đấy, cái phần địa chỉ này thì các bạn để là 0x00, còn sang phần advanced các bạn chọn baud rate là 115200, class size là 40, tốc độ class là 40m. Các cái thông số này các bạn giữ nguyên, các bạn chỉ cần thay đổi tốc độ baud thôi. Sau đây các bạn sẽ quay lại phần flash này. Đấy, ở đây sau khi thiết lập xong hết thì các bạn bấm flash này. Đấy, thì phần mềm sẽ tự động quét ra được cái địa chỉ map, tức là địa chỉ vật lý của cái module ESP của chúng ta. Đấy, và bắt đầu chạy nạp code xuống. Thì các bạn đợi thanh này chạy hết. Trong quá trình các bạn nạp code thì các bạn để ý thấy là cái led TND, tức là led màu xanh dương ở trên con ESP chúng ta sẽ chớp liên tục. Đấy, sau khi quá trình nạp code thành công thì các bạn thấy là chúng ta có báo hiệu màu xanh dấu V ở đây. Đấy, như vậy là quá trình nạp code của chúng ta đã thành công. Đấy, còn để upload lại firmware cho con ESP này thì chúng ta sẽ sử dụng phần mềm sau. Đây, mình sẽ sử dụng phần mềm đây. Ở đây các bạn sẽ sử dụng phần mềm là ESP Download Tool. Mình sẽ mở phần mềm lên. Ở đây thì các bạn sẽ thấy này. Đây chúng ta sẽ có giao diện như này. Để upload phần mềm thì các bạn cần upload đủ 5 cái file này vào 5 cái địa chỉ tương ứng ở đây. Đây các bạn thấy thấy. Đầu tiên là một file bot bin này. Tất cả các cái file này nạp vào ESP chúng ta đều có dạng là file bin này. Đấy. Các bạn phải up đủ 5 cái file này vào địa chỉ ở đây. Đấy, vào các địa chỉ tương ứng ở đây. Đấy. Thì phần mềm này các bạn cũng sử dụng tương tự thôi. Sau khi sẽ up xong hết thì các cái thông số này các bạn giữ nguyên. Các bạn không cần thay đổi gì cả. Các bạn bấm start. Đấy. Các bạn thấy là phần mềm cũng sẽ quét ra được cái địa chỉ vật lý, địa chỉ map của module ở đây. Các bạn cũng sẽ đợi cho này chạy hết và đây hiện chữ finish là quá trình up firm, nạp lại firm chúng ta thành công. Này thì áp dụng cho những bạn đã chót up code từ IDE hoặc là từ các chương trình khác xuống. Đấy, nhưng các bạn muốn quay lại để chạy cái firm AT ban đầu thì các bạn có thể sử dụng cái này để áp lại firm. Firmware này thì các bạn có thể lấy ở trên trang chủ của nhà sản xuất. Mình có lên một số diễn đàn mình xem thì thấy phần lớn các bạn là chỉ có upload mình cái file này vào. Đấy, vào cái địa chỉ 0x00 này. Thì việc mà chỉ upload mình cái file này vào thì sẽ không thể đưa con ESP của các bạn về cái firmware ban đầu được. Các bạn phải upload đủ cả 5 cái file này vào các địa chỉ tương ứng này thì con ESP của các bạn mới hoạt động. Đây, chữ finish như này thì quá trình upload chúng ta thành công. Video giới thiệu về module ESP 826601 và cách nạp code cũng như nạp lại firmware cho ESP 826601 của nhóm review đây là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.